Thanh Tuấn xin chào anh em nhé. Hôm nay Thanh Tuấn lại về có một con Sony VK600. Anh em xem qua. Tại vì tháng này Thanh Tuấn về tới gần chục con màu đen này. Nên là mỗi một con đăng lên mà đăng đi đã bán là có nghĩa là không còn nhá. Khác nhau nhé các bác. Đây là nó gần đường cho nên là xe cổ nó chạy nhiều, không gian nó ồn. Bây giờ mở một đoạn băng cassette để anh em nghe thử. Nghẹn ngào tôi nghe như trời đất vỡ, xót xa phố phường, ôi dân bao căm hận. Lối nhỏ xưa đâu còn và dung nhan thuở ấy, tôi biết đâu mà tìm màu trắng xưa dịu. Còn lại mấy đêm răng mở khắp lối, nước màu hoan hơn, ôi sâu lòng phố phường. Ôi còn đâu nữa, ai cho ai bên khung cửa, ai đưa ai diều bước nhỏ. Và hẹn nhau trong phố chơi. Thứ bảy mưa rơi nhiều, chiều bơ vơ một bóng trên phố xưa tiêu điều lạnh. Ôi sao giận lặn lội tôi đi, đi tìm quá khứ dấu in nước mây theo mây về. Các anh em fan mà yêu đời Sony là lưu ý nha, là dòng này là dòng của Nhật nhé. Sony VK600 mang in Japan, AC 100V. Anh em đừng có lầm tưởng mấy cái dòng Malaysia nhá. Gió cuộn mấy đưa về làm. Ở đây Thanh Tuấn là chuyên làm là hàng từ nước ngoài trực tiếp về vệ sinh sạch sẽ cho anh em để anh em chơi và trưng bày. Nghẹn ngào tôi nghe như trời đất vỡ, xót xa phố phường, ôi dân bao căm hận. Lối nhỏ xưa đâu còn và dung nhan thuở đó, tôi biết đâu mà tìm màu trắng xưa dịu. Còn lại mấy đêm răng mở khắp lối, nhưng màu hoan hơn in sâu lòng phố phường. Quay luôn cả đằng sau anh em xem này, đăng trên loa. Cái này nó là ba cục, có thể nào không rời ra được. Ai đưa ai siêu bước và hẹn nhau dòng phố chơi. Thứ bảy mưa rơi nhiều, chiều bơ bơ. Vừa xong có quay cái chỗ đầu từ cho anh em xem ấy, hai bên đều mới như nhau nhé. Anh em chốt thì inbox Zalo em gửi ảnh chi tiết đầy đủ nhé. Là lỗi tôi đi, đi tìm quá khứ dấu in bước hơi theo mây về cuối trời.
tôi đi, đi tìm quá khứ. Cắt ra điều rồi anh em nghe. Thưa quốc dân đã kết thúc chương trình kinh doanh và pháp luật của chúng tôi hôm nay. Trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban quản lý chương trình 585, Tổng công ty khí Việt Nam PVGas đã hỗ trợ. Có thể em còn không cần đến luôn ý, bởi vì sao? Bởi vì em đã đi dọc ngang khắp hết cái miền Bắc này rồi thì có thể là em đoán gần hết dễ lắm. Có những câu nghe anh Tuấn hay là anh Như Ngọc hay là anh Mạnh Thắng thì có hôm mình trả lời được 2-3 câu hay 4 câu gì đấy. Nhưng có hôm mình cũng không trả lời câu nào anh. Câu này thì anh nghĩ là như thế này, để cho em có cơ hội nhận được phần thưởng thì anh nghĩ là em nên dùng cái quyền trợ giúp của mình bắt đầu từ câu số 2 trở ra. Đó. Câu đầu thì nó rất là dễ, câu đầu thì thường là nó mang tính khởi động thôi. Nha, bắt đầu nha, 1 phút cho 1 câu được chưa? Sẵn sàng. À, bây giờ chúng ta đến Phú Thọ. Phú Thọ em đi rồi đúng không? Vâng, em đi Phú Thọ rồi anh ạ. Đi nhiều không? Phú Thọ thì em cứ từ Thanh Ba đến từ của nhà máy đóng tàu Du trong tình trạng bỏ hoang gây lãng phí. Doanh nghiệp đã tạm ứng 567 tỷ đồng cho các nhà thầu thi công có về thất thoát. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa Tổng công ty khí Việt Nam PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới. Một cách thức mới để nghe VOV. Để nghe những gì bạn thích, vào lúc nào bạn muốn. Podcast, ứng dụng chuyên về âm thanh và đang rất phát triển trên thế giới. Hãy vào kho ứng dụng trên điện thoại di động, cài phần mềm Podcast, tìm cụm từ VOV trong phần mềm và đăng ký kênh bạn muốn nghe và hoàn toàn miễn phí. Hãy cùng cả thế giới nghe VOV bằng Podcast. Tôi đi.